Chào anh em. Và chào mừng quay trở lại với channel của chị Z. Và chúng ta lại không có chế độ gì à? Chơi game không có chế độ rồi. Một trận thường. Thường. Doin. Gai A. Gai A đầu game. Ý là cũng tạm được. Cần bán Da Xin. Thích giữ Vera lại mà đã vào không giữ được con Vera. En xui. Đứa này cũng khá ok. Cũng khá khỏe. Tùy được. Con Noman nhỉ, nhưng không có Noman nào ta. Con Noman phải tự tin hơn không? Bạn kia không khỏe lắm. Hưng này trông cũng hơi kinh khủng ra thôi. Ta thấy sẽ cánh à? Cái này. Sao? What the fuck? Hình con Noman các bạn ơi. Noman nào à? Rôn phát. Không có gì thật anh em ơi, không có gì thật. Thương này điên rồi không? Pháo thủ à? Mình bán đi, Hưng cũng... kia toàn chuỗi thua mà. Đang tự tin. Ba tướng. Thêm bạn Vera cũng ngon nhưng mà hết tiền. Tiền. Thú này. Có cái A thì đang hơi hơi cân nhắc để đánh thú thứ một chút. Thú đồ đồ một chút. Cung cũng được, cung ra có Gaia không cần không hợp đánh cung thợ săn lắm. Gaia hợp đánh thú hơn. Để muốn đánh thánh đồ thì phải có cái sách vuốt không tàn. Vuốt đánh hơi khó, đáp mệnh này. Thằng đét buồn nhá. Lấy thêm con Noman này. Bên con thú này, thêm con thú này. Ba thú à. Noman là 1 này, thánh đồ là 2. Yon này con này đầu game hơi lỏng. Nhưng mà cũng được, dùng tạm được. Đắp có mệnh cũng được. Hương bắt đáy này. Nó bắt đánh bắt Yon được nhé. Bắt Yon nó giáp một mệnh này. Sấy một chút được. Chết nội tại luôn kìa. Trời, yếu đuối rồi. Ở kia quả floor 2 cũng điên lắm. Gặp cũng xin hết. Một đợt, ok. Sách thánh rồi. Ê, con này khả năng là nhót rồi anh em ơi. Là nhót cho con này rồi.
Ra đánh vẫn được ấy, nhưng mà con HP này tí hơn hẳn. Hơn nhiều. Cà phê ly cũng được nha, cà phê ly cũng ghê gớm nha. Còn kích pháo thủ nữa anh em ơi. Đáp mệnh cho floor. Con này cút được không nhỉ? Thế thì đánh đổ cút đi. Cút 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 cút. Mai nhá, tây, con này giữ lại được. Thật sự. Góc này sấy con Caffeine hơi xấu nhỉ? Góc khác sấy đẹp hơn. Thần Floor 2 vậy. Trong góc sấy hơi xấu. Nhà đang đến Caffeine đứng giữa luôn. Tầm giữa giữa một chút. Sấy hơi hơn. Bốn thú con này à. Thêm con gì ta? Thế bỏ hai con đi lấy hai con thú nhỉ? Trông kỳ lắm ta. Trông hơi kỳ. Hai con Loman này. Biết lắp gì vào. Đi thử Caffeine tiếp nhé. Caffeine. I trust you. Caffeine con này sấy tạm đẹp, tạm tạm đẹp. Không, hơi xấu ta. Tạm tạm. Tiêu tim phát hơi xấu. Ok. Ok, cà phê đi xây 2 đẹp này. Hay chơi thú pháo thủ nhỉ? Chưa chơi bao giờ. Kẹp một quả Caffeine, một quả Celica. Hai con pháo. Chưa ai chơi thử bao giờ không nhỉ? Biết đâu ra một cái thẻ thú nữa thì Celica nghe nó cũng ra một cái trò chơi đấy. Caffeine chắc em không ai chơi được, khả năng lên 3 được. Caffeine à? Chưa ai chơi mà. Pháo thủ thú. Thú nhân pháo thủ. Thấy hơi lò lò nha. Dạ, gặp cái đi sấy hơi lò lò nha. Ui dồi ôi, hơi lò nha. Đang con cà phê đứng ở góc một chút sấy đẹp hơn em. Ui, nó còn vừa đi vừa sấy à. Mới nhỉ. Peo ơi. Peo Chrissy. Peo Chrissy thì cũng phải lấy anh em ơi, nó cũng uy tín. Nhầm nhầm nhầm. Mà muốn cà phê ni mình cầm cái kia cơ. Con cà phê ni mình nó cầm cái sách thanh đấy để mình test sức mạnh cà phê ni 3 là sao đấy. Nhưng ê muốn lắm ý. Làm trận pháo thủ thú đi. Ta chơi mãi những cái đội hình cũ rồi chúng ta cũng phải thấy chán đúng không? It's time for something new à? Chơi được hay không là không biết nhá, thắng thua gì mặc kệ nhá anh em nhá. Hay thì biết là chơi thôi nhá. À, thì cứ để Noman đã này. Khả năng là 1, 2, 3, 4, 5 này. Roll một phát này. Chọn thêm một floor đi. Cảm đi đến đây đi. Này, con này đứng đây một chút này, nó đứng lệch lệch một chút anh em ơi, đứng ở góc. Góc hẳn luôn thì nó hơi hơi lỏng. Hay là cà phê đứng trên này mà con cà phê đứng đứng sau đấy, đứng đừng đứng đứng vào cái góc của con kia. Cà phê đứng chéo chéo đây đây đi. Đáy đi, teo bắn giữa đi đó, cho hai cái thương bắt đáy, bắt con Violet đi nhá. Càng đây đi, trong đấy thì cả na cót anh em ơi, con na cót là đỡ chui vào người mình. Còn thấy nữa nào. Thì con này hơi lỏ nha, đánh giá hơi lỏ nha. Hơi yếu nhỉ. Có truy hồn hay cái gì nó sấy mới điên này. Có thương. Thương nó sấy mới điên rồ được. Thương chưa phá. Ê, không được. Cái này cũng ngon.
cho con long hai flo flo kia đâu, mình nghĩ nên cho thú, bắt đầu cho thú ở chưa nhỉ, có về ra biết đâu lại có thể ma tộc, mà thôi ma tộc cũng cần gì cùng đường về ra, hai con này có thể bỏ được này, xui nhá, không bỏ ra này nữa. Khó nhỉ, nó không biết tính được gì. Mình treo mình treo đã có chùi ở giữa rồi, vừa bảo đứng đứng ra ngoài thì con nào có nó đỡ chùi ở đây xong ta đấm phát được không, vô tiêu phát được lỏ quá mấy bạn Noma này, bắt đầu đến giai đoạn các bạn ấy lỏ rồi, cặp đi lên hai phát được không. Một cái vấn đề nữa là nhiều sát thủ, các phê ni mình phải chạy góc này ta luôn đánh là có nhá, chạy này à, không, con này đứng đây à, đúng không? Này đúng không, thì thương đáy bên kia, nhưng mà bạn ấy đổi đổi thương sang thì cũng không lo, cứ để đây được, mình để đây trong cái lòng. Cho thú vào lắm đấy, sợ cho thú vào lò chi máu à, ui đi đâu đấy bạn ơi, bạn Caffeine bạn đi đâu đấy bạn ơi, đi ra cái chỗ giữa đường bạn bạn sấy vậy, nguy hiểm quá bạn ơi, muốn nó xiên mình thôi, tự thua mấy rồi số 4 đấy. Cafe đi 2 không có rồi. Chuỗi thua 5 nhá. Nốt cái quả cho chuỗi thua 5 nhá, xong rồi mình sẽ hủy diệt tất cả là lại từ đầu nhá. Bỏ đi hết ta làm lại từ đầu nhá. Ôi. Ta là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Một phát bắn thẳng, phát xoáy đẹp, đáng chưa thua đâu, nhảy cho phát này, ok xiên xiên không, xiên nó không mất máu vậy, xiên cháo xiên ok á, ổn máu à, hàng là bỏ đi hết tao làm lại từ đầu đúng không, bây giờ con này vào đây này, con này vào đây, con này vào đây này, con này vào đây này, và mình thiếu con thú à, trông ấy tanh đấy nhở, ê không ổn đâu, không ổn đâu các bạn ơi, trông nó ít tanh lò lọ lắm, chúng ta cần một cái thẻ gì đó chăng, cái ma lốc này đi, ma lốc này đứng vào đây. Một con ma lốc không làm nên được mùa xuân đâu anh em ơi, trông nó lắm. Ta cần cái thẻ ma tộc gì đó là quan trọng nhất này. Ui dồi ôi, đồ kìa, đồ đạc kìa. Đây, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rất là nhiều đồ, bình tĩnh. Chrissy. Rồi, cầm máu còn cả Chrissy nữa. Teo nữa. Bỏ pháp sư à. Thêm con này với thêm con này đã. Giáp bộ mệnh cho teo nhá, teo hai đồ nhá, không được mặt lộ mà được dùng cho ma lốc được này, thì cái khiên này cho con teo ma lốc được. Ờ, thú PC thú ok, hơi lỏ một chút nhưng mà nghĩ là cũng chơi được, chưa đến nỗi này. Cần có thể ma tộc không, một thẻ thú thì ngon, thẻ thú cũng được, thẻ gì cũng được, chỉ cần một cái thẻ. Vẫn là một tay sức mạnh của Caffeine nhá, nên Caffeine bắt buộc phải cầm đồ nhá, không có chuyện khác đâu. Nhưng mà ê, nó bỏ cái pháo thủ đi, trông nó yếu nhớt quá anh em ơi, yếu đuối quá à. Không bằng đam con teo luôn kìa,
bằng đam bằng teo luôn anh em ơi, yếu quá. Thánh đổ hai sách thánh đi, à, cần rất nhiều sách thánh ở đây. Thánh đổ anh em ơi, khó hiểu thật đấy. Thiên trong nó lốc, ta cần con một con gì hai này cũng tạm đi đã này, keo hai đã này, cà phê đi hai, ok anh em ơi, yên tâm hơn một chút rồi đấy. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Ui, gánh vãi. Anh điên, trời ơi. Ê, mình không muốn bỏ con. Muốn bỏ con này đi một tí nào, trời ơi. Gánh điên. Bây giờ tác phòng mệnh cho con cát này. Ê, bỏ con này đi, nó gánh lắm. Nó gánh lắm. Mà lốc thừa cái này trong Vera cũng được, Vera thì gánh hơn mà lốc, mà lốc thì gần lên nhảy một phát. Có tin tưởng nhầm người không nhở, mình muốn cho con teo vào vãi. Teo gánh quá, trời ơi. Không mà mình sẽ tin tưởng hội ma tộc này một thời gian xem sao nhá. Thì khả năng tin tưởng nhầm người, con Gaffini đần quá anh em ấy. Chúng ta không test một bài pháo thủ nữa đâu. Cáp bay vẫn gánh được nhá. Ủa, trận này không có con cáp chắc mình không dám chơi con cáp phiên đi một chút nào luôn ấy. Trận này chơi teo đúng ngon luôn ấy. Ba 3.000 đam anh em ơi, nó không có một cái tác dụng gì. Thật sự là rốt nát mà. Khả năng là đến đây thôi anh em ơi. Đã chỉ chơi con bài này đến đây thôi. Không hơn được nữa. Không hơn được nữa anh em ơi, chúng ta chỉ chơi đến đây thôi, mang lúc kia mua lại được. Chỉ chơi đến đây thôi. Thêm cái đồ gì cho nó nữa nhỉ. Cái này chắc cho mà lốc đi. Mà lốc đứng tành được một phát nữa. Teo con ti này. Chỉ teo cái con cát thôi là gánh anh em ơi. Thế thôi là đủ gánh rồi. Một phát con ti cuối. Con cát vẫn nhảy được phát nữa. Nhảy. Ok, mất tác phòng mạnh à? À? Mình có cái gì nhỉ? Mình có liền. Chả có gì. Alright anh em. May mà mình không quyết định sai lầm nhá. Mình mà quyết định từ nãy giờ mình cứ ngồi chơi con Caffeine chắc điên đầu mất. Điên cái đầu mất. Má có thể đứng dưới được nhỉ? Dưới tiếp đi. Quét đằng đây đi. Trách thương nhá, nãy giờ không trách thương, ngồi nghịch tinh tinh. Cười quá. Chúng ta đang cầm một cái đồ gì thực? 35 máu à? Cũng được ha. Được ha. Oh shit bro. Luôn. Chúng ta phải test sức mạnh nó thì chúng ta phải cho nó lên sớm, đúng không? À, hợp lý rồi. Hợp lý rồi. Chơi sớm. PC con này không cần đây nữa này. Con này thì đứng chỗ khác được rồi. Này thì đứng đây rồi. Xin đây mà lóc được cạnh con Fred này nữa. Thên à? Thên bổ chết con teo mình không? Một phát thẳng vào đầu. Ôi à, bổ đau thế. Đau thế bạn ơi.
rồi, bổ lại con vodka đi, đừng bổ con kia của mình ạ. Con cát nhảy trượt rồi nhưng không sao. Mày hả bưởi, hai con teo khăn cho này. Mày hả bưởi, bây kia. Mày hả bưởi, mày hả bưởi. Này con giòn này sao cần con teo ba của tôi anh em ơi. Xin một cái cho. Thực ra trận này bao nhiêu thánh đồ, khá nhiều thánh đồ anh em ơi, chúng ta cũng nghĩ cần cho nhỉ. Thánh đồ kia sắp chết rồi, bạn này thì khả năng vẫn sống dai đấy. Cắt hai này có cần biết cái choi này, hoặc không lấy đồ này cho con ma lốc nó nhảy được nhiều cũng được. Thôi choi đi, yên tâm chơi gì mình yên tâm. Lại con thê này ăn cái choáng đầu liền. Mày ăn cái choáng đầu liền. Mày hả bưởi. Đồ gì nhỉ, thêm cái suy hồn cho con teo nữa thì ngon. Em ăn nát ba. Ai lên 9 chưa? Mấy người lên 9 thôi. 1, 2. Sướng. Quy trận này không dùng đúng không? À mình phải mua lại con Van Doom anh em ơi. Quên đấy. Ghim Van Doom lại nhá. Thủ nhân cùng chiến. Thủ nhân cùng chiến là Van Doom không nhỉ? Van Doom. Ghim lại con Van Doom phát con Von Cat này. Cat này sẽ bị chui ra ngoài. Sao? Cat. Bây giờ mình muốn bắn góc nào không nhỉ? Góc nào muốn bắn không? Bắn thẳng mặt con Von Cat này luôn nhỉ? Mà Von Cat này gọi ấy. Cat này có choáng. À không, không có choi. Đánh được không? Chơi con này bẩn bẩn hết được. Đúng Von Cat bên này, tôi không sao. Mà lốc khả năng ít mana quá thì đi xuống dưới nhá. Mana cho đi xuống dưới nhá. Cắt 2 đánh con cắt 1 mà. Mày gành. Chú không có phát. Mày có thương mà anh em. Giờ mới để ý đến đoạn đó. Mà lốc khả năng cũng đi bộ xuống dưới một chút. Phát sau mình lên nhá. Quét mình bên trên, quét mình dưới. Mà đốc mình muốn đứng ở đây này. Xì đứng đây. Mà đốc được giữa hơi lỏng. Đây. Press xuống đây. Cát bên này à? Cát bên này chả sợ. Teo ăn. Cát ăn chóa đây. Thêm. Mày hả bưởi. Thầy hả bưởi. Lúc được dưới trông có vẻ tự tin giao tranh hơn em. Bên trên nó trông dễ ăn choáng. Cát cũng nhảy được này. Ngon cát bắn được này. Keo bắn được này. Bắn ít phát nữa này. Hai phát choáng rồi anh em này. Choáng mình cũng chết mà chịu ấy. Nhưng mà cái khiên này hơi thừa cho con này. Có đổ được cái gì không cho nó. Khiên luôn. Chả chờ gì. Nhưng mà mình đã thiếu một con ấy nhỉ. Thiếu một con gì đó. À đây này, chính nó, chính là hắn ta. Nhưng mà con teo mình cũng ti luôn cũng sướng nhở. Khó nghĩ ta, bởi vì mình cũng muốn con teo mình cũng ti luôn nhiều pha. Cũng không quá quan trọng đâu, vì con teo mình chỉ bây giờ chỉ cần đổi đồ này sang là con teo ulti được luôn này. Đổi mana sang cho con teo này. Nó cũng ulti được luôn thôi. Thì bỏ teo đi, bỏ con Chrissy đi cũng được nếu mà không có nhá. Mình sẽ đổi đồ này sang nó ulti luôn. Mặc dù góc chéo cũng không nhiều con đẹp đâu. Ba đường cho lên chết trước thôi. Tầm này còn có gì muốn kiếm nữa nhỉ? Mana lock 3.
Vâng. À, bây giờ nhá. Thế thì con này có thêm PC rồi, con Teo sẽ bắn luôn. Cái này khả năng mình sẽ cho con Vera chăng? Và cái này cho Malok. Thì mình sẽ cho con Vera đúng. Teo kia. Hai góc này PC cứ để đó đã. Con gì cứ để đó đã. Chắc mình cũng không lên được con gì kịp nữa đâu, khả năng mình sẽ ghim đến nhà kia đi. Con cát có choi thêm con đấy, cát hai con cát được cái choi căng đét. Con rồng này thổi đâu, con rồng này thổi chéo, con rồng này thổi chéo không, thế đứng đây được không, đây được đủ chết sớm đi. Teo bắn thẳng này, ngon này, một phát bắn thẳng này trúng mặt con giòn bên kia. Hai phát bắn thẳng bắn chéo rồi, con cát nhảy được này, con cát nhảy được. Bắn thảm sát anh em mình, thảm sát lắm, không phải đầy soát tướng nhá, chơi thì chơi em cứ phải đầy soát tướng nhá. Thêm thêm nữa được, thêm đồ thủ. Con Teo mình có cần ulti luôn không nhở? Vô nhân tính này bạn này có gì một choi không cần ulti luôn cũng được anh em ơi. Ta sẽ lấy thêm giáp của bệnh cho con Teo đi. Và cái đồ mana kia mình sẽ em cho con Vera hoặc là sao đấy. Đi. Malok đi. Cái đồ này khả năng mình sẽ ném cho con Crab hoặc là con Malok gì. Khả năng Crab thì Malok ăn đồ ăn khá đẹp. Mình đây, con này mình đây. Mình trên Krizik. Mình ăn đùm mình đứng trước trước đi. Dầm thổi chéo, Teo bắn kia Lunti, kệ bạn đi. Kệ bạn chạy đâu chạy. Cao mình ulti hơi lâu, con cát mình bị ăn choáng Lily kìa. Công cho nó cái choi làm gì không biết. Chưa ăn thua nhỉ? Lúc 3 chưa ăn thua nhỉ? Mà lúc 3 nữa à? À vậy à? Vậy phải là vậy à? Và lúc 3 nữa. Cót này. Cót chui này. Con cát này. Đổi góc đi. Tính đổi góc nhé. Ma lốc đứng tanh góc kia, ma lốc tanh được. Tầm này cho ma lốc tanh. Ma lốc uống lại. Tìm ma lốc thêm. Đổi góc không? Bạn này đổi góc không? Đổi góc bên này con vót cát bên kia ra. Bây giờ quả rồi vót cát mình bị Lily choáng nên vẫn hơi đen. Lúc mình đứng giữa này, nhảy một phát này. Phát quan trọng này. Cát mình sống lại này, nhảy ra nữa. Cần mà lốc 3 nhỉ. Tí tiền. Kìa mà Lily hôn nó phát nữa, điên cuồng nữa thì đen lắm. Chịu của anh em không lên được. Nào này có đổi góc không nào để mình chạy một thể nào. Đổi góc rồi. À không vốn cá không kệ em kịp. Sao mình ấn trượt rồi. Fuck anh em ơi, ôi mà lốc đi tanh ra cho mà. Ôi giời ơi. Ấn trượt. Ba. À, con Teo sống lại vậy thôi sao, chờ con Teo sống lại vậy anh em ơi. Nhưng mà con Volcat chết rồi. Ôi giời ơi các bạn ơi. Ấn trượt. Kéo trượt. Tay ơi là tay ơi. À xì ba đẹp thế ở. Ôi giời ơi. Kéo trượt tay trơn sao đấy chẳng
Em với mình đã kết thúc rồi. Em thích kiếp trên, hẹn like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Trời ơi, tôi buồn lắm các bạn ạ. Theo đấy chúng ta có thẻ thánh đồ mình đánh Yon cũng ngon đấy. Trận đấy Yon thì chắc chắn là giết được con cát này, vì con cát này nó cứ chỉ có choi, cứ choi nó counter không teo của mình. Chứ gặp Yon chết thì. Hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.